em xin phép chào cô chú và anh chị, để xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Và những sản phẩm em lên đó, anh chị thích món nào đó anh chị cứ chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913 330469 nha anh chị. Và những anh chị mà không có xài Zalo anh chị, nếu anh chị trực tiếp nhắn tin qua cái số điện thoại nha anh chị, 0913 330469 nha anh chị. Và em cũng báo mã số sản phẩm cho anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Dạ, bây giờ em sẽ lên một cái bộ trà nha anh chị. Một cái bộ này là một cái bộ là một bình gồm có 5 ly anh chị, một bình gồm có 5 ly. Cái này chị lọc, cái này là lọc tổ ong nha anh chị, lọc tổ ong. Lọc tổ ong. Và dung nước dung tích của bình này anh chị, dung tích của bình này là 600 ml nha anh chị. 5 tới 600 ml nha. Và cái này anh chị có cái nắp này là có truyện. Nắp này là có truyện nha anh chị. Bình này gộp một bình nó có 5 ly anh chị, một bình nó có 5 ly như thế này. Rồi, em sẽ đo đường kính ly nha anh chị. Mới cái này là miệng của ly. Miệng của ly là 8.5 anh chị, và cao của ly này 6. 8.5 cao là 6 nha anh chị. Cái bộ này em bán cho anh chị với giá là chị bộ này bán cho anh chị với giá là 1 triệu nha anh chị, 1 triệu bộ này. Anh chị chốt cho em mã L18 nha anh chị, 1 triệu nha. L18. Một bịch gồm có 5 ly nha anh chị, ly này có nắp như thế này nha. L18. Anh chị nhìn cái này là tới 5 triệu nha anh chị, 5 triệu như thế này nha. L18. 1 triệu. Rồi cái này em có 3 chiếc anh chị, 3 chiếc nha nè. 3 chiếc này anh chị. Có 2. Anh chị cái này là 2 chiếc nhỏ và 1 chiếc lớn nha anh chị. Nó có 2 chiếc nhỏ, 1 chiếc lớn tủ cho này. Đây 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 đây. Rồi cái bộ này tổng là 3 chiếc anh chị, tổng là 3 chiếc. Rồi 3 chiếc nha anh chị, cái này em đo đường kính cho anh chị nha. Này đường kính là 7 nha anh chị, và cao là 9.5. Cao là 9.5 anh chị. Rồi cái này em bán 3 chiếc này là 140k 3 chiếc nha anh chị, 140k 3 chiếc như thế này. Anh chị chốt cho em mã L19 nha anh chị, L19 140k. L19 nha. L19 140k dùm em nha anh chị. 3 chiếc nha. Thứ nhất cái này lam, cái này là không có truyện nha anh chị, không có truyện nha. Rồi cái này anh chị. Cái này là giỏ hoa anh chị, cái này là giỏ hoa nha. Chị cái giỏ hoa này là mới nào nè cái này anh chị. Cái giỏ hoa này là có hộp đầy đủ nha anh chị, có hộp đầy đủ như thế này nè. Còn cái này là có truyện, và cái này dưới này cũng có truyện anh chị, mỗi chỗ có hoa làm có truyện nha. Cái này cũng có truyện và cái quai cũng có truyện luôn. Cái này là ngang là 9 nha anh chị, và cao của này là 14. Ngang 19, cao 14 nha anh chị. Rồi cái này giỏ hoa này em bán cho anh chị với chị, cái này là hoa hồng nha anh chị, hoa tiết là lắc cơ bạc nha anh chị. Cái này là bạc nha. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 120k nha anh chị, 120k cái giỏ hoa này. Anh chị chốt giùm em mã L20. L20 nha anh chị, 120k L20. Thank you.
Rồi em chị, em lên cái này em có 5 cái chén nha chị. Cái này là ly uống trà nha chị, chén ly 5 chiếc như thế này. 5 chiếc nha chị. Chén này là đường kính là 9.5 và cao của chén này là 6. Miệng là 9.5 nha, cao của chén này là 6 nha chị. Cái này em có 5 chiếc rồi, 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 120k 5 chiếc như thế này. 120k 5 chiếc nha chị. Anh chị chốt cho em mã L21. L21 nha chị, L21. Rồi em lên một cái này, một cái cặp dĩa này anh chị, một cái cặp dĩa này nha. Cặp này là đường kính 16.5. Cao của này là 3. Này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá một cặp ngũ sắc nha anh chị. Em bán cho anh chị cặp này là 90k một cặp này. L22 nha anh chị, L22 90k một cặp. L22. Rồi nha chị, cái này là một con rắn nha chị. Rắn này đường kính này là 30 nha chị, đường kính này là 30. Và cao của này là 20 nha chị. Rắn này là 29 nha chị, ngang 29. Cao của rắn này là 20. Xuất sắc luôn. Rồi cái rắn này em bán cho anh chị với giá là 590k rắn này. 590k nha chị. Anh chị chốt em mã L23. L23 590k. Cái này là bằng sứ nha anh chị, cái này bằng sứ nha. Rồi anh chị em có một cái cặp này là một cái cặp bình hoa. Bình này là bình bình hoa nha anh chị, bình ống bình hoa nha. Cái bình này là bình thủy tinh anh chị, thủy tinh mà phối một cái lớp kiểu như thủy tinh phối một cái lớp trắng ở ngoài nha anh chị, phối một lớp trắng ở ngoài. Bình là gọi là bình ống nha anh chị. Bình đường kính là 10 nha chị, và cao của này là 30. Đường kính là 10, cao của này là 30, vòng bụng của này là 31. Vòng bụng của này là 31 nha anh chị. Rồi một cặp này em bán cho anh chị với giá là một cặp này nha anh chị, một cặp này em bán cho anh chị với giá là 650k một cặp như thế này nha anh chị. 650k một cặp. Anh chị chốt giùm em mã L24. L24 nha anh chị, 650k L24. Bằng thủy tinh nha anh chị, bằng thủy tinh mà cái này là đấy. Mà dày chứ không phải là mỏng, anh chị nhìn là biết cái này là được cái này cái miệng của bình này được 5 ly nha anh chị, chứ không phải là mỏng nha, 5 ly. Một cái chén này anh chị. Cái này là có một cái chén này là chén bách lão nha anh chị, bách lão nha.
Rồi cái này là bách lão nha anh chị, cái chén này là bách lão nha. Cái này là chén cơm nha anh chị, cái này là có truyện ký như thế này. Và trong này là có sơn thủy, cái này là có hạt nha anh chị, một cặp hạt nha. Và cái này là có cây tùng anh chị. Cốt là cốt nặng anh chị, cốt nặng nha. Chén này chén rất là xưa luôn. Chén này đường kính là 11.5 và cao của chén này là 5.5. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 350k chén này. Anh chị chốt giùm em mã L25 nha anh chị. 350k L25. Rồi em lên cái bộ này anh chị. Bộ này em có là 10 chén cơm anh chị. Rồi nha anh chị, cái này là chén cơm anh chị, chén cơm. Bộ này em có tổng là 10 chiếc anh chị, tổng là 10 chiếc nha. Cái này là chén cơm, phone này là phone của phone Nhật nha anh chị, phone Nhật đừng có dùng cái tay. Phone này là phone Nhật anh chị. Đây là viền, là viền sô cô la nha chị, viền sô cô la đấy. Anh chị nhìn là em có tổng là 10 chiếc nha. Em có tổng là 10 chiếc. Bình nếp không hả? Bình ly không hả? Bỏ nếp không? Cái này đường kính là 13 và cao của này là, cao của này là 6 nha anh chị. 13 cao là 6. Rồi cái bộ chén này em bán cho anh chị với giá là 300, bộ này bán cho anh chị với giá là 360k cái bộ chén này. 10 chiếc nha anh chị, 360k. Anh chị chốt giùm em mã L26. Cái này em có tổng là 10 chiếc nha anh chị, L26 nha. Rồi cái này anh chị, cái này em có, cái này là tô họa tiết là xanh anh chị, họa tiết lam. Vừa là cái vành là vừa là tam thái anh chị, vành này là vành tam thái và cái này là tô, này là tô lam anh chị. Tô này là tô lam nha. Trong này là có một con hạc đang đứng trên trong lòng tô nha anh chị. Và cái tô này đường kính là 14.5 và cao của này là 5. 14.5 cao là 5 nha anh chị. Đã ở ngoài trên này là ta vẽ kiểu như là họ vẽ chuyện, cái này là tam thái nè chị, tam thái đỏ nha. Và trong này có một con hạc đang đứng. Rồi cái này là có truyền ký đầy đủ nha chị. Cái này em tổng là em có 4 cái tô như thế này nè. 4 cái rất là đẹp, truyền ký đầy đủ nha chị đấy, rất là đẹp luôn, 4 cái tô như thế này. Đấy, em bán cho anh chị 4 chiếc này với giá là 200k. Anh chị chốt cho em mã L27 nha anh chị, 200k L27. Anh chị những cái sản phẩm như thế này thì em bán mỗi chiếc này 50k là anh chị rất là rẻ nha. Đó, do là những cái hàng em về là nó qua hàng tấn thì em bán những cái giá này thì cái giá của sỉ nha anh chị, không phải là bán trên cái kêu YouTube này mà giá là mắc nha. Anh chị những anh chị cần những cái món sỉ thì anh chị inbox cho em nha. Đó, cái này bốn chiếc này em bán cho anh chị với giá là 200k. L27 anh chị, L27. Rồi nha anh chị, cái này là em có ly này, em có 2 chiếc. Rồi 3 4 5 6 7 8 9. Rồi nha anh chị, tổng là em có tổng là 13 cái ly như thế này. Tổng là 13 chiếc nha anh chị, 13 chiếc. Trong này là họa tiết là kiểu như chùm nho nha chị, lá nho nha. Và cái ly này là ly mới chưa qua sử dụng anh chị, mới chưa qua sử dụng.
họ tiết là châu này là châu viền xanh nha chị, đường kính này là 7.5 và cao của này là 5.5. cái này em tổng là 13 chiếc anh chị, bộ này 13 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 13 chiếc nha chị, 250k bộ này đấy, 13 chiếc mà 250k nha chị. Anh chị chốt giùm em mã L28, L28 nha chị, L28. Rồi anh chị, cái này em cũng có 4 cái ly trúc anh chị, 4 cái ly trúc nha. Bốn cái ly trúc anh chị, trúc này là ly trúc cao nha chị, ly trúc cao và cái này là có truyện ký đầy đủ anh chị. Viền của ly này là viền vàng. Viền của ly này là viền vàng anh chị. Này là truyện ký đầy đủ luôn, màu này trúc. Đường kính miệng là 6.5. Và cao của này là 8. Cao của này là 8 nha anh chị, cao của này là 8 nha. Cái này em có 4 chiếc anh chị, 4 cái trúc như thế này. Rồi 4 cái trúc như thế này em bán cho anh chị với giá là 100k, 4 cái trúc anh chị. 100k 4 cái ly trúc như thế này. Anh chị chốt giùm em mã L29. Vẽ nổi cộm nha anh chị, vẽ nổi cộm trúc này nha, L29 100k. Chuyện ký đầy đủ luôn anh chị. Rồi cái này em có những cái chung anh chị, những cái chung này là những cái chung này là bên họ thì họ uống rượu nha chị, bên Nhật là họ uống rượu nha. Chung này là anh chị, em có số lượng là 10 chiếc như thế này. Chung này em có số lượng là 10 chiếc anh chị. Viền là viền xanh nha, chung này là viền xanh. Nó chấm anh chị, chung này nó chấm 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 là kiểu như anh chị nói là men tiêu nha chị. Chung này là chưa qua sử dụng men tiêu. Chưa qua sử dụng cho anh chị nhìn là chấm chấm như là anh chị tưởng là bẩn vô chứ không phải là nha. Cái này là men của họ nha anh chị. Ly này là đường kính là 6.5 và cao của này là 4. Bên đó họ uống rượu, bên mình là mình uống trà nha anh chị. Hoặc là anh chị uống rượu tùy anh chị nha. Ly này em bán cho anh chị mỗi chiếc này là 20k. Mỗi ly này em 20k nha chị. Anh chị lấy 5 chiếc hoặc là 6 chiếc hoặc là 10 chiếc tùy anh chị. Rồi ly này bán cho chị 20k một chiếc. L30. L30 nha chị, L30. Rồi cái này là trúc anh chị, trúc nha. Rồi cái này là trúc anh chị. Trúc này em đường kính của dĩa này là 21 nha anh chị và ngang của trúc này là 15. Ngang của trúc này là 15 anh chị. Đấy, cái này là trúc này. Cái dĩa này là dĩa chủ nhật anh chị, dĩa chủ nhật nha. Rồi cái này là trong này anh chị cũng có hai lộ nha. Cái này là trong cái dĩa này là có hai cái cây trúc và một bên đây là một cây trúc. Trúc này em bán cho anh chị mỗi chiếc này nha anh chị, mỗi chiếc này là 40k. Nó to lắm anh chị. Mấy cái này em bán kiểu như em sale giá nha anh chị. Em sẽ đo cho anh chị nha. Cái trúc chữ nhật này anh chị, để anh chị để cây rượu nè. Đường kính của trúc này là 22 và ngang của này là 15. Em bán cho anh chị mỗi cái trúc này là 40k thôi nha anh chị, 40k. Đấy, anh chị chốt cho em mã L31. 40k nha chị, L31 là một cái bình. Cái trúc này là có 2 cây và một cái này là 3 nha anh chị. Đó là 40k một chiếc L. Mấy con L? L34. L30 cái này chị, cái này là L31 nha. L31 là 40k một chiếc.
Còn cái này anh chị cũng là trúc, mà cái này là nó khác nha anh chị, khác một cây trúc. Rồi em bán cho anh chị cái trúc này là 30k. Đường kính là 21 nha anh chị, nhỏ hơn một xíu, là nhỏ hơn một con. Rồi em bán cho anh chị một cái trúc này là có truyện nha anh chị, cái này là có truyện ký đầy đủ nha. Em bán cho anh chị cái này, trúc này 30k một chiếc. Anh chị chốt cho em mã L32. Rồi nha anh chị, em lên một cái bộ gấm nha anh chị, một cái bộ bình gấm này, là bộ này là bộ xưa anh chị. Gấm này là bộ xưa nha. Anh chị nhìn cái qua anh chị, qua là anh chị biết là cái bộ này là xưa. Đấy chị, đấy, một cái bộ gấm như thế này. Cái quai bình anh chị, quai bình hòa tiết vàng cho này anh chị. Cái bình này là dung tích là khoảng chừng 500-600ml anh chị, lọc tổ ong như thế này nha, lọc tổ ong. Và với khu này là có truyện em bán chị là cũng nhiều loại gấm. Mà đặc biệt những cái bình như thế này là những bình gấm xưa nha anh chị, một quai bình này. Quai bình như thế này nó ngắn mà, và nó cái này nó chị đó. Là cái này là quai gấm xưa nha anh chị. Một bình này em có tổng là 5 ly. Gấm là nổi, họa tiếp nổi nha anh chị, họa tiếp nổi như thế này. Ly này là 7, ly miệng 8.5 và cao của này là 6. Rồi cái bộ trúc gấm này em bán, bộ gấm này em bán cho anh chị với giá là 1.500.000 bộ gấm này. 1.500.000 nha chị, 1.500.000. Anh chị chốt em mã L33. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.